Trải dài hơn 130 km bờ biển, Quảng Ngãi được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan di sản đẹp hiếm có cả về địa hình, địa mạo và giá trị lịch sử lâu đời. Hòa mình vào đà phát triển mạnh mẽ, xây dựng các khu đô thị khắp cả nước, Công ty cổ phần đầu tư 577 sở hữu kỹ năng và kinh nghiệm hợp tác cùng nguồn vốn tích lũy qua nhiều năm đã tạo tiếng vang khắp cả nước với nhiều dự án lớn trải dọc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Quảng Ngãi và Quảng Ninh. Tiếp nối với những thành công đó, Công ty cổ phần đầu tư 577 đã cho ra đời sản phẩm dự án khu dân cư Sơn Tịnh tại Quảng Ngãi, được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, cộng đồng văn minh và giá trị đầu tư hợp lý. Khu dân cư Sơn Tịnh sẽ đưa bạn trở về với không gian sống tràn đầy cảm xúc thăng hoa, với những đam mê bất tận, để mỗi ngày đều có những niềm vui và những nguồn cảm hứng mới. Đáp ứng tiêu chuẩn vàng trong việc lựa chọn nơi an cư lạc nghiệp, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, khu dân cư Sơn Tịnh sở hữu vị trí chiến lược với hai mặt tiếp giáp quốc lộ 1A và đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Từ đây, cư dân Sơn Tịnh chỉ mất 5 phút để đi đến vòng xoay Sơn Tịnh, chợ hàng rượu, cầu Trà Khúc mới, chỉ mất 10 phút để đến núi Thiên Ấn, biển Mỹ Khê, khu công nghiệp V-Ship, ga Quảng Ngãi, nút giao lên cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng. Chỉ mất 15 phút đến khu kinh tế Dung Quất và chỉ mất 30 phút đến sân bay Chu Lai. Dự án được kết nối hoàn chỉnh và nhanh chóng đến các khu vực trong thành phố và đến các tỉnh lân cận. Khu dân cư Sơn Tịnh, Quảng Ngãi được quy hoạch cơ sở hạ tầng hiện đại, thiết kế phân khu biệt thự và khu liền kề đồng bộ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu an cư, học tập, sinh hoạt và giải trí của cư dân nơi đây. Bạn hãy bắt đầu hành trình trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống hiện đại, hòa mình vào thiên nhiên với những người thân yêu. Hạnh phúc đôi khi rất xa nhưng lại tồn tại ngay mảnh đất này, nơi chúng tôi mong muốn kiến tạo một vùng đất không chỉ an cư mà phải lạc nghiệp. Nay, ước mơ về một mái ấm đầy đủ tiện nghi không còn xa vời và sự thịnh vượng nằm ngay trong quyết định thông minh của bạn. Khu dân cư Sơn Tịnh, Quảng Ngãi có định hướng phát triển để phục vụ cộng đồng cư dân văn minh, với mật độ tới 31% diện tích dành cho công viên cây xanh, hồ cảnh quan, núi sinh thái, các công trình tiện ích. Bạn sẽ không chỉ tận hưởng một tổ ấm hạnh phúc mà còn hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích dịch vụ nội khu, siêu thị, trường học, trung tâm y tế, khu công viên cây xanh, thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Đặc biệt, phố đi bộ chính là điểm nhấn hoàn hảo của toàn khu, nơi tạo sự gắn kết lớn cho cộng đồng. Tất cả tạo thành một quần thể không gian sống hiện đại, một cộng đồng văn minh quyện chặt trên nền tảng môi trường thiên nhiên thân thiện. Bạn không chỉ chọn cho mình cuộc sống tiện nghi mà còn chọn cho thế hệ tương lai môi trường sống an toàn, nơi ươm mầm tài năng, bởi nơi đây cung cấp cho các em những tiện ích hoàn hảo để phát triển trí tuệ và thể chất. Lựa chọn khu dân cư Sơn Tịnh là lựa chọn phồn vinh cho gia đình và tương lai cho con cái của bạn. Khu dân cư Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, đất lành hình thành tổ ấm. Số hotline 0782 577 577, website www.kdcsontịnh 577.com.vn.